Xin chào. Chào tất cả các bạn ở Việt Nam, tất cả các khán giả đã theo dõi Lê Khoa trong suốt thời gian vừa qua. Thì sau cái album Lê Khoa hát Lê Minh Sơn thì Lê Khoa cũng thật sự là chưa có dịp để mà về Việt Nam để có thể có cơ hội được làm việc với những anh chị em nghệ sĩ, cũng như là có cơ hội để gặp các bạn khán giả của mình. Tuy nhiên là khi mà quay lại Mỹ thì Khoa rất là may mắn được có cơ hội trải nghiệm đi lên những cái vùng núi như là South Dakota hay là những cái vùng biên giới của Mỹ và Mexico để mà tìm hiểu về bộ tộc người da đỏ. Thì Khoa có một cái cảm hứng âm nhạc trong dự án âm nhạc năm nay mang tên là War. Thì Khoa cũng trong một cái duyên thì Khoa cũng đã được có cơ hội được gặp Josue Estrada và có cơ hội được làm việc với bạn ấy. Và hôm nay Khoa cũng rất là may mắn để mà đem bạn ấy đến đây cùng với nói chuyện với mình và khán giả ở Việt Nam. Josue, can you say something to the audience in Vietnam that about our project and introduce about yourself? Yes, my name is Josue Estrada. I'm really excited to work with Lê Khoa. We literally just met, I think, about two months ago? About three months ago. 3 months ago? 3 months ago, okay. Yes. And we've only been working together a short amount of time, but it's already been really fun, and we've already recorded. But it's because it's a really good musical connection that we have, and we share the same vision, I feel like, musically, and we connect really strongly, so you can hear it when you hear the album. Khoa cũng rất là đem cái niềm vinh hạnh đó là khi mà mình thể hiện cái ca khúc này, những cái bản sáng tác đây trong album lần này đó là do chính Lê Khoa và Josue cùng làm việc và viết lên ca khúc, và cũng như là làm hòa âm, và lần này Khoa cũng tham gia vào cái khâu sản xuất cũng như là thu âm và phòng kỹ thuật phòng thu. Và điều đặc biệt là Khoa không có sử dụng bất cứ một cái gọi là kỹ xảo phòng thu nào cả, vì đây lần này là một cái bản thu live trong phòng thu. So basically I talked to the audience about how we're recording. When we're recording, and the exciting thing is we not use any technical from the studio, but we actually live in the studio. So that's it. Well, hello there. My name is A.M. Namey. I own Zep Taplan Studios, where War recorded their EP. Kwa's very interesting to work with. He leaves a lot of space in his songs. From a recording standpoint, he knows how to work with microphones. He knows how to make himself as a performer sound very balanced and even when he's doing notes that are very high or very low or very loud or soft. It all works together. He's got a great flow. He's able to transition to different parts of these songs, which are very complicated songs, very naturally. He's always in sync with the way the songs are going. And he, like I said, he leaves a lot of space, which is really interesting nowadays. Not a lot of people do that. I don't think it's too difficult for many listeners. I think it will be too difficult for some listeners, but I don't think those are the listeners that this album will be, you know, reaching. I think that what's going to make it successful is the fact that it's got Lê Khoa and Josue Estrada on it. Those two, they're brilliant musicians, and I think when people just hear them playing together, it's going to be unlike any sound they've ever heard. I'm excited for Lê Khoa to release it. I'm excited for Josue Estrada to make his debut in Vietnam. I think these talented guys are going to do so much together, and you're just seeing the very beginning. Các bạn biết không, bây giờ này, phút này đang ngồi để mà có cái buổi phỏng vấn rất là nhanh này, thì Josue và mình và cả AM là một engineer của phòng thu tên là Zep Tamland ở Wichita, Kansas, thì cũng thật sự đang là làm việc và đến những phút cuối cùng của dự án này. Thật sự là bây giờ là 4 giờ sáng,
tụi mình đã làm việc từ 7 giờ tối. So I told them about right now actually we just done it mixing stuff, everything, and take a look on everything. As right now it's around 4 in the morning or 3:30 yeah. in the morning. I'm tired. And we were so tired and we were so excited for this project yeah. and we yeah. put everything in there. Mm-hmm. We passion, everything, yeah. love in yeah. this album. Yeah. And hopefully it's gonna be released in March yeah. 2019 or earlier in April 2019, so hopefully to bring out on iTunes, Spotify, Amazon, and a CD for CDs? Yes. for all of you. I feel like we did a really good job of. Sometimes improvisation is not as good in the studio as it is in front of an audience, but I think that we did a really good job of bringing that energy from. A live performance to the studio where you can capture the real moment that happens and it's not artificial, it's very real, and we didn't do too much and very very experimental, right, experimental. in that sense, and it's, even though it's experimental, it's still spiritual, at least to me, and I think the people will hear that. All right. Hopefully, I can get Josue go back to Vietnam with me sometime earlier, so you guys can see me and Josue performance in Ho Chi Minh or Hanoi. And thank you for Josue today staying with me. And goodbye. And see you again. See you soon. Bye.